Xin mời Thầy Thân. Em chào anh Thơ Quang với chào tất cả anh chị em. Thì, cái vấn đề mà cái clip anh đưa coi thì hồi chiều em cũng có coi thì cũng hay, nhưng mà nói chung là em cũng không muốn bàn về vấn đề này, nhưng mà có một cái điều rất mừng là em thấy là AQ á nó đưa về nó làm nhanh lắm, nó lên án nhanh lắm. Nhưng mà ai của nó thì hồi lúc cái face của em chưa có bị cấm thì xin nó lên nó không cho, mà có anh quản lý mở cái like mà 6 người lên được á, thì cái máy của em lên được 6 người, bây giờ chỉ lên duy nhất được cái like 6 người thôi, còn lại mà lên như thế này là không được. Thì em có lên tranh luận trên đó, và cái em đặt cái vấn đề ra là giữa tính mạng con người với tính mạng con chó thì chọn cái nào. Thì em cũng rất mừng là cái thằng AQ nó cũng chọn tính mạng con người chứ không phải là con chó. Đấy, và kể cả anh bạn Lý và những người khác thì cũng đồng tình là mạng con người hơn. Thì sau đó thì em cũng đã nêu hai cái vấn đề cơ bản nhất, đó là cái việc thứ nhất đó là cái chủ nhân của những cái con chó đó là đã bị nhiễm Covid. Đấy, nhiễm Covid thì ở buộc phải vào cái khu điều trị chứ không có thể nào ở chung với những cái người mà chưa nhiễm được. Đó là một cái việc rõ ràng. Còn cái việc thứ hai nữa là sẽ không có người chăm sóc. Thì như Văn Lâm mà nói là kêu cái câu mà hơi nói tục đó là phải dọn cách thải của những con chó đó, thì ai sẽ làm đó. Em có hỏi AQ có làm không? Không làm. Nhưng mà em sau khi em đặt ra những cái câu hỏi cho những cái người mà bảo vệ gọi là khẩu quyền đó thì không có trả lời được, và lơn lẹo bằng cách đó, là hỏi là cứ nói là về cái cách làm là không đồng ý. Thế là em mới quay lại em hỏi ngược lại thằng AQ đó, bây giờ là AQ nói là cái việc tiêu hủy 15 con chó đó đúng hay sai? Cái AQ nói sai. Rồi cái hồi nó dành nói chuyện một hồi nữa, em không nói gì mà em dẫn vòng vòng hồi nữa, tự AQ lại nói là chấp nhận cái đúng và chấp nhận cái sai. Cái em bẻ lại AQ, cái AQ nó lại chối, nó lên lẹo là chung luôn. Và cuối cùng là nó chính quyền làm thì đúng thì AQ phải chấp nhận là chính quyền làm đúng. Thì việc tiêu hủy đó là nhằm là một cái thứ nhất là bảo vệ sức khỏe của con người là đặt lên hàng đầu. Cái thứ hai nữa, cũng không có người nào để mà chăm sóc những con chó đó. Em nói đơn giản thôi, nó đói thôi, không ai cho nó ăn một ngày, thì lúc đó nó quậy phá, nó chạy lung tung ở trong đó giật đồ ăn, rồi chưa kể là cắn nhau cấu xé, người ta gọi là chó hùa, nó rất là nguy hiểm. Thì khi mà xảy ra cái tình trạng mà nó cắn xé người khác rồi gây thương tích cho người khác thì lúc đó ai sẽ là người chịu trách nhiệm đó. Rồi cuối cùng là nó đường nào thì nó cũng cứ lên lẹo, nó không chịu là không chịu đấy. Mà tất cả những cái lý lẽ đó là một cái như vậy, nhưng mà qua cái sự việc này á, mới sâu chuỗi lại trong những cái thời gian vừa qua thì em thấy là một á là cái mục tiêu phá hoại của tụi nó, nó tìm bất cứ một cái lý do nào có thể là công kích nói xấu chính quyền nước ta được á, là chúng nó làm. Cái thứ hai nữa, cái điểm của tụi nó là nó đánh hơi rất là nhanh. Khi những sự việc nào có thể tạo được cái dư luận là nó sẽ làm. Và ở đây thì em có đặt một cái suy nghĩ từ cái vụ mà cái chủ của con chó, hồi nãy anh Thơ Quang nói là sai là cái chủ, người chủ cái anh gì đó là ảnh quê ở Bình Dương mà làm ở Long An, đi làm ở Long An á, anh coi lại clip của ấy, làm ở Long An, còn về quê nghe nói là em vợ, rồi có người nói là không phải là em vợ. Thực ra là hai người đó, cái chủ của con chó, cái anh đó là không có hộ khẩu ở cái huyện Trần Văn Thời, Cà Mau, mà đi về đó. Và trước khi cái sự việc này xảy ra và liên hệ cái vụ mà con chó bút mà cắn chết người đó, thì ở xã hội ở đất nước chúng ta là cũng có hai cái luồng. Một bên là bênh vực cho, mặc dù con chó nó đã cắn chết một người rồi, nhưng mà vẫn có những thành phần là bênh vực khi con chó đó bị tiêu diệt.
đấy, và cũng có nhiều người là ủng hộ làm phải xử lý thôi, chứ con vật hay cái gì cũng vậy. Thì khi đó là đã tạo ra được cái luồng dư luận, thì theo em nghĩ có cái khi nào là tụi nó muốn cố tình dàn dựng ra một cái vở kịch đấy, để tạo thêm cái mối chia rẽ sâu sắc Đúng rồi, đấy, đó, tạo thêm cái mối chia rẽ sâu sắc, tức là mình chúng có nó quyền đang đặt nhờ. giả thuyết. Dạ, thì em theo cái em cái suy nghĩ của bản thân là em sâu sủa như vậy, liên kết hai cái vụ kia là vô tình nhưng mà đã tạo ra cái sự mâu thuẫn ở trong xã hội rồi, thì có khi nào là cái vụ này là một cái vụ dàn dựng hay không đấy. Và bằng chứng là ở cái clip cuối mà Quang Lâm đưa lên đó, là khi đặt tới cái người anh em gì của cái chủ chó đó, khi người ta đặt hỏi tới đó là lên thôi thôi tôi không biết, tôi không có liên quan, biết cái gì tôi nói cái đó thôi, tức là không dám đề cập tới cái vấn đề mà dư luận người ta đang đặt ra là chính tay của cái người anh hay người em gì đó bắt chó hoặc là như thế nào để tiêu hủy đó mà không báo cho người anh đó. Đó là có cái sự khúc mắc ở trong đó, và bằng những cái lời lẽ là không chỉ là đơn thuần là ở trong cái lãnh thổ nước Việt Nam chúng ta nữa, và với một người dân bình thường mà với nếu thật sự có hiểu biết thì có cảm thấy là nó là tôi sẽ sau này tôi sẽ trình bày với cơ quan nó việc các anh làm như vậy là nó sai hoặc là như thế nào đó, còn này là có hẳn một cái bài kêu gọi đấy, kêu gọi là các luật sư những cái người có quyền này kia hoặc là quốc tế để mà giúp đỡ cho anh ta để đòi lại công bằng 15 đấy. Thì qua những cái lời lẽ như vậy thì phần nhiều á, như anh em ta mà có tìm hiểu chút xíu cũng có tiếp xúc nhiều với hạng người khác nhau á, thì chúng ta thấy được là có cái sự khác thường ở trong những cái lời nói, nguyên một cái bài phỏng vấn đó là nó có cái sự khác thường đối với cái con người chủ chó đó. Thì cái vấn đề này thì em cũng chỉ muốn nói nhiêu đó thôi, có một vài cái góc nhìn như vậy, và cái nhìn nhận của em là có những khó khăn đối với cái việc của chính quyền họ xử lý như vậy, không có cái vấn đề gì là to tát cả, vì tính mạng sức khỏe của con người là thượng tôn, là hàng đầu, không có cái gì mà có thể là thay đổi đó được, là ở cái đất nước Việt Nam ta là như vậy, là ưu tiên tính cái sức khỏe tính mạng của con người, còn lại những cái con vật nuôi có yêu thương có quý trọng như thế nào nhưng mà khi có nguy cơ gây ảnh hưởng tới sức khỏe tính mạng của con người thì những cái con vật đó đều phải tiêu diệt, theo quan điểm của em là như vậy. Thì cũng muốn mở rộng thêm một chút xíu nữa là ở cái khúc mà quay lại cái vấn đề là những cái thành phần chống phá, thành phần phản động, các cái thế lực thù địch đó, để chống phá chúng ta, thì theo cái mô típ của nó là như vậy, nó dựa vào cái thứ nhất là cái sự thu hút của dư luận xã hội, thì để nó tạo ra cái sự mâu thuẫn đấy, tạo ra cái sự mâu thuẫn và gây chia rẽ nội bộ nhân dân chúng ta. Thì quay lại xa hơn mấy năm trước á, là chúng nó lợi dụng vào cái vấn đề Trung Quốc đấy để nhằm gây chia rẽ giữa đảng, nhà nước và nhân dân chúng ta bằng các cái cuộc biểu tình, các cái cuộc biểu tình. Nhưng mà sau cái kết quả của những cuộc biểu tình á, theo cái cảm nhận của em là tụi nó cảm thấy được cái việc làm đó của tụi nó là sai lầm, không những không có gây chia rẽ mất đoàn kết ở trong nhân dân chúng ta được mà còn lại đoàn kết hơn rất nhiều đấy. Và qua những cái sự việc đó, những cái thành phần sai phạm và những cái thành phần cố ý lợi dụng vào một cái việc biểu tình để mà đập phá vụ lợi trong những cái chuyện đó đều bị pháp luật xử lý, thì bên cạnh đó làm cho người dân hiểu biết thêm về tình hình an ninh chính trị trên đất nước ta đấy. Và em có cái cảm giác là từ cái lúc đó và tới sau này khi ông Park Hang-seo về làm huấn luyện viên của đội tuyển bóng đá, cái việc đội tuyển bóng đá chúng ta có những cái thành tích khởi sắc lại thêm một cái liều doping nữa
làm cho cái tinh thần đoàn kết của nhân dân Việt Nam ngày càng gắn bó keo sơn hơn nữa. Mà anh Thơ Quang có cảm nhận được là mấy năm gần đây không? Là cái tinh thần của chúng ta rất rất là cao chứ không phải là không. Đấy. Thì cái việc mà những người còn thiếu hiểu biết á, còn đi nghe những cái thành phần xấu nó xúi dục, nó kích động, nó gây chia rẽ, thì sau khi những cái việc làm sai trái đó được cái sự giáo dục nhắc nhở của chính quyền địa phương các cấp á, thì đều có những cái chuyển biến rõ rệt. Đấy, là đều có những cái chuyển biến rõ rệt. Mà bên cạnh đó tụi nó là mất nhiều hơn được. Tụi nó mặc dù nó là thiết kế, những là những tác giả thiết kế ra những cái cuộc biểu tình đó cho những cái thành phần nó len lỏi vào trong đó, đập phá, cướp bóc, làm rất là nhiều cái chuyện xấu. Nhưng mà bên cạnh đó, đảng, nhà nước chúng ta, cơ quan, các cơ quan an ninh, họ nắm chắc những cái thành phần, những cái đối tượng và tiến hành là bắt giữ, xét xử đúng người, đúng tội, không để cá lọt lưới. Đấy, còn cơ bản thì nhiều người dân khi mà mặc dù nghe theo cái tụi nó xúi động, kích động như vậy, nhưng mà đảng nhà nước rất là khoan hồng, cũng là nhắc nhở và giải thích cho nhân dân chúng ta hiểu cái việc làm đối với cái việc ngoại giao như thế nào, và đối với những cái chủ trương chính sách đường lối là của đảng nhà nước là như thế nào, thì nhân dân khi hiểu rõ tự nhiên họ sẽ loại bỏ được. Và do đó thì những cái năm gần đây á, bắt đầu tụi nó biến tướng ra, nó không có kích động giống như những cái năm 2014, năm 2018, mà phần nhiều á, là nó tạo cái sự chia rẽ. Ví dụ như là nó tạo cái mâu thuẫn là anh Thơ Quang là nói xấu tôi ở chỗ ở Đồng Nai đấy. Rồi anh nông dân thì nói xấu tôi ở bên Long An á, rồi này kia, tạo cái sự mâu thuẫn trong những cái đặc biệt là trong những cái diễn đàn đó. Như vậy những cái người mà muốn là cất lên cái tiếng nói để bảo vệ cái lẽ phải, bảo vệ sự thật và tạo cái sự đoàn kết, thì chúng nó chui sâu vào, nó bắt đầu nó kích động, nó tạo ra cái chia rẽ như vậy. Và cái thứ hai nữa là chúng cổ suý cho cái xã hội dân sự. Thì nói đến cái xã hội dân sự này thì nó em cảm thấy là nguy hiểm và cảm thấy là mình rất là đắn đo. Thì cái vị phó chủ tịch phường của ổ bánh mì thì cũng nghỉ, cũng bị kỷ luật, cũng nghỉ việc. Rồi tới cái chị mà y tá bác sĩ gì ở huyện Trần Văn Thời đó thì cũng viết đơn xin nghỉ. Thì mặc dù là đang rất là thiếu người, không có người để mà phục vụ cho những người ở cái khu cách ly đó, nhưng mà chị ta cũng nhất quyết, mặc dù được những người đồng nghiệp đó, là khuyên can nên ở lại, nhưng mà chị ta trả lời một câu là chị bị sang chấn tâm lý. Thì ở đây là một cái việc làm mà một cái sự thật rất là đau xót như vậy. Người ta làm tất cả mọi việc để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của những con người khi về địa phương cách ly, cũng như là ở địa phương đó là có nguy cơ là nhiễm bệnh hoặc là nhiễm bệnh. Đấy. Nhưng mà vì cái sự việc đó, vì những cái tờ báo, vì những cái cá nhân mà chia sẻ lên trên trang Facebook và các cái trang mạng xã hội khác lên án kịch liệt, chửi bới, xúc phạm người ta, tạo cho người ta cái tâm lý là hoang mang, người ta bị sang chấn tâm lý. Cái vấn đề này nó không có nhẹ. Đấy. Thì đây là một cái gốc của cái xã hội dân sự. Văn hóa đám đông là rất nguy hiểm. Và đặc biệt đó là 1-2 năm đổ lại đây là em thấy cái này chúng nó phổ biến cực kỳ mạnh. Cực kỳ mạnh. Thì theo em nghĩ đây là một cái thành công đối với việc cổ suý cho cái xã hội dân sự là của tụi nó, của những cái thành phần phản động, thành phần chống phá đất nước, các cái thế lực thù địch. Đó là một cái thành công là trong cái thời gian gần đây. Và em cảm thấy là cơ quan an ninh cần tăng cường nắm bắt hơn nữa. Và chúng ta căn cứ vào cái luật an ninh trên mạng đã ra thì cần xử lý nghiêm
hơn những cái thành phần mà cổ suý kích động và lôi kéo nhau rồi chia sẻ các những cái thông tin xấu độc gây ảnh hưởng tới những cái khác. Đấy, cái thành phần đó nó là vô đạo đức, nhưng mà nó nhân danh đạo đức để nó sỉ bả một cái con người. Đấy, nó rất là khốn nạn như vậy, nhưng mà nó mở miệng ra là nhân danh đạo đức, nhưng mà dùng cái mà nó nhân danh đó để nó đi chà đạp, nó làm cho một cái con người có thể là đi vào cái đường cùng. Đấy, và không những thế, cái con người đó khi người ta không làm việc nữa thì rất nhiều người khác sẽ thiếu thốn cái sự chăm sóc. Đấy, như trường hợp là cái chị ở Trần Văn Thời đó, thì khi thiếu chị thì sẽ không chăm sóc được nhiều cái người bệnh nhân nhiễm Covid nữa, thì hậu quả như thế nào thì chúng ta không dám tưởng tượng. Đó là cái điều rất là xấu, không có muốn nghĩ tới. Đấy, thì những cái kẻ mà nhân danh đạo đức đó có bao giờ nghĩ tới cái khía cạnh đó chưa? Thì chia sẻ cái vấn đề này thì nó cũng nó rất là rộng quá, và về cái xã hội dân sự thì có nhiều cái khía cạnh rất là hay luôn. Mà nói lại thì cứ chia sẻ, và nếu mà có chuẩn bị thì may ra thì cũng còn chia sẻ được nhiều cái điểm. Còn thầy nó rộng rộng thì anh em mày có mỗi người mỗi ý rồi. Rồi mời các anh em khác, anh Huy rồi lâu sao trốn đâu mất tiêu hết rồi. Béo chỉ lên nổi. Ok, cảm ơn thằng rất là nhiều nha. Rồi, chào anh, chào tất cả anh chị em.